Đây là căn nhà lầu kiên cố thuộc xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Căn nhà phía sau tôi đây thì ước tính trọng lượng là nó nặng khoảng 400 tấn và theo yêu cầu của chủ nhà là nó cần được nâng lên cao khoảng 1m4 so với vị trí ban đầu nhưng mà vẫn giữ đúng kết cấu kiến trúc. Vậy thì các anh em trong biệt đội thần đèn cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Với chiều rộng 5m, dài 17m, kết cấu một trệt một lầu, căn nhà được biệt đội thần đèn Hai Dũng lãnh thi công trong thời gian 1 tháng. Mức chi phí là 310 triệu đồng, được tính dựa trên chính kết cấu chất lượng căn nhà hiện hữu. Thay vì cái nhà đó là 1 tỷ, thì mình làm hoàn thiện cái nhà, thì nó sẽ khoảng 30% của trị giá của cái nhà. Tiền công cho đội thần đèn thì nó khoảng 20% mà. Giờ cái tiền mà hoàn thiện sơn phết thì nó 10% nữa. Nếu mà di dời nhà thì mình sẽ làm cái móng mới thì nó sẽ cao chi phí hơn. Bởi vì lý do là mình sẽ làm cái móng mới mình tốn tiền thêm. Thì nó nằm cái dạng là 40 mấy% của trị giá cái nhà. Đầu tiên, các thần đèn đào móng rồi cắt bộ chân cột. Toàn bộ dàn đà sẽ được cân bằng và nâng lên bằng những con đội. Xung quanh bố trí thêm 500 bao cát cùng 1.000 đôn gỗ bạch đàn, vừa giữ vai trò trợ lực để căn nhà không bị dở kết cấu, vừa chống trượt lệch, đảm bảo an toàn cho người lao động. Tiếp đó, những người thợ sẽ xây nền mới phù hợp với sức nặng công trình. Trường hợp muốn di dời sang vị trí khác thì sẽ bổ sung bộ móng mới. Nhờ con lăn và tời kéo, căn nhà sẽ được di chuyển đến vị trí đã định. Cả biệt đội thần đèn toàn những nông dân chân đất, mỗi thành viên có ít nhất từ 10 đến 30 năm kinh nghiệm. Sự dạn dày giúp họ làm tốt ở cả những công trình quy mô. Cái to nhất ở Việt Nam theo tôi biết thì có cái công trình Võ Trường Toản ở Cần Thơ thì nó là nặng là 7.600 tấn. Nhiều người xem nghề thần đèn là nghề độc quyền trong lĩnh vực xây dựng. Một phần vì thù lao nhận về trên công trình không nhất thiết phải tính toán theo đơn giá cứng nhắc. Đôi khi chi phí nâng cấp di dời nhà chỉ dựa vào cái tình của nông dân với nhau. Thí dụ mình thấy cái nhà đó ở chợ người ta có tiền thì mình sẽ ăn đúng cái giá. Còn nếu mà gặp thôn quê người ta khổ, tụi tôi bằng có khi hả, tôi bằng hả cho vừa đủ tiền công thì mình có thể mình chia sẻ cái vụ đó được. Nhưng mà mình đừng cho lỗ, tại vì lỗ về bà xã la. Miền Tây hiện có 3 biệt đội thần đèn chuyên nghiệp được cấp phép, mỗi đội vài chục người. Bình quân một năm, một đội thần đèn có thể di dời nâng cấp khoảng 50 căn nhà tường kiên cố. Cái nghề độc lạ không chỉ giúp những nông dân bám trụ có nguồn thu nhập ổn định, mà còn làm hài lòng rất nhiều người dân khi có nhu cầu. Bởi tiết kiệm chi phí xây nhà mới là một lẽ. Lẽ khác, nghề thần đèn có thể lưu giữ những kỷ niệm quý giá cho gia chủ trong chính căn nhà cũ của họ.